tướng mà đã có rất nhiều thành công cho Honor, nhưng họ cũng né luôn qua ván 2 này để gọi là thay đổi một chút xíu cái không khí của anh ta. Thì Delight không cần lấy con Reo nữa, anh ta lấy con tướng thuận tay hơn là Rakan. Họ có lẽ sẽ muốn có thêm công cụ mở với con Rakan. Tất nhiên là Reo cũng là một con tướng có khả năng mở rất là tốt bên cạnh khả năng băng trụ ở những cấp độ đầu. Nhưng ván này thì xác định là sẽ không băng trụ sớm rồi thì phải. Với rừng là Lee Sin thì tỷ lệ băng trụ sớm nó sẽ không được diễn ra so với con Poppy ở ván đấu trước. Và họ xác định là thời điểm này khu đường dưới của bên phía T1 là một con Nico, thì việc thắng đường và tạo ra thế lính băng trụ nó là tương đối khó khăn. Về mặt chất tướng thì Kalista rất là khó thắng Varus, với tầm hoạt động nó ngắn hơn nhiều, cho nên là việc có hỗ trợ để đảm bảo khả năng trụ được đường cho Gumayusi sẽ là điều quan trọng hơn. Thì T1 sẽ làm lại trước Hanwha Esports ở trong ván thứ hai với một đội hình cũng đã đổi khác khá nhiều đỉnh từ hai bên, và đặc biệt là những cái lượt cấm chọn mà tôi nghĩ rằng nó mang tính chất rất là nặng về mặt xây dựng tâm lý cho playoff. Nếu như trong một cái kịch bản khác thì chúng ta đã có thể thấy được những lựa chọn cũ xuất hiện lại, nhưng hai đội đều đang muốn đánh vào phần tâm lý của bản thân mình và của đối phương. Chúng ta đến với ván thi đấu thứ hai, cặp đấu giữa T1 và Hanwha Esports khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về bên phía Hanwha Esports. Trận đấu này trong khuôn khổ của LCK mùa xuân 2024, giải đấu được nắm giữ bản quyền bởi BoxSport, và chúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ các bạn khán giả dành cho các kênh phát sóng chính thức của giải đấu thời điểm này. Vâng, và ở ván đấu đầu tiên thì đó là ván thắng duy nhất của Hanwha Esports tính tới thời điểm hiện tại với các đội nhóm trên như là T1 hay Gen.G. Và những pha di chuyển với Phi Hồ thì sao? Anh ta quyết định all in với Phi Hồ. Hùng gió đã trúng, Phi Hồ lần hai đã được kích hoạt, nhưng ZK hết năng lượng, còn Faker thì máu vẫn còn. Đường giữa của Hanwha Esports chỉ có thể làm mềm đối phương và lui về. Cả hai đã không còn dịch chuyển, còn ở đường trên thì Doran bế Zed ra phía sau trụ của Zed. Sau đó Doran chạy, Zed tốc biến theo, sử dụng xiên xích địa ngục. Nó sẽ không có thời gian kích hoạt đủ và Doran đi bộ về. Viper dừng cung lên, anh ta bắn trúng vào Kyria. Và đây là con rồng nguyên tố được bên phía của T1 khởi động. Với lợi thế hiện tại là đường dưới của họ vẫn đang có thế thắng đường, vẫn đang đầy đường được. Mặc dù đứng giữa Faker vừa bị đẩy lui, nhưng rõ ràng anh ta có chiêu cua để tiếp cận, cũng như là hiện tại JK đang không có dịch chuyển. JK hết năng lượng với đợt đẩy vừa rồi rồi, và anh ta sẽ không thể hỗ trợ thêm cho các thành viên phía Hanwha Esports tại cánh dưới. Delight quyết định W lên, nhưng đó là một pha bắt buộc phải rút về, mất máu quá nhiều đến từ Delight rồi. Delight máu như thế này vào là rất dễ đi nha, anh ta vẫn còn hồi máu. Binet đang suy nghĩ về việc cướp nhưng phải đá trúng vào rồng kìa, không có góc để tá vào rồng, chỉ đá vào Honor mà thôi. Faker cũng đã có mặt, Binet sẽ không thể tiến vào được, rồng vẫn có cho T1. Sau đó thì họ có làm gì tiếp hay không đây, quyết định là không. Và cùng xem là liệu rằng pha di chuyển này của Delight có tạo được bất ngờ với bên phía của T1 hay không. Việc lựa chọn Rakan thì đây là một con bài cũng có khả năng ra mình rất là tốt, và Doran bắt đầu có những nhịp lao lên để tấn công Zed. T1 không ngạc nhiên lắm, nhưng mà liệu họ có lên kịp để cứu Zed hay không trong pha này. Đội hình của Hanwha Esports tiến lên, Zed né chiêu rất tốt nhưng bạn không thể né chiêu cuối của Rakan, và đó là chiến công đầu dành cho con Lee Sin của Venus. Phía bên này ZK chặn đường tiến của đối phương và họ đã thành công trong việc dứt điểm được Zed. Zed đã đứng quá cao trong pha vừa rồi, với phép bổ cho tốc biến đa trong thời hồi thì anh ta không có cách nào để rút lui cả, và bên phía của T1 cũng không di chuyển lên kịp. Tốc độ mở của Rakan là rất nhanh, và Delight vừa rồi đã bung luôn phép bổ trợ tốc biến để thực hiện một pha tấn công mà anh ta mặc dù là trượt cú sức đầy tráng, nhưng cái mê hoặc tới từ chiêu cuối bộ phát thần tốc thì anh ta vẫn đáp nó được vào người của Zed. Một mạng hạ gục dành cho người chơi rừng của Hanwha Esports để anh ta phần nào đó bù đắp đi cái lượng chênh lệch đang có ở chỉ số farm dành cho Honor. Liên tục là những pha áp lực tới từ các thành viên phía của Hanwha Esports còn đứng trên. Doran tự tin lao lên vì anh ta đã có đồ lớn là một cái găng tay băng giá. Nhưng đây mà là một đợt lính rất lớn và Doran không thể nào all in được. Anh ta vào trụ bắn, Zed bắt một phải tốc biến, dịch chuyển chặn đường, Zed không còn tốc biến nữa. Và khi ZK đáp xuống thì Zed chắc chắn là nằm. Đây tôi không đếm được là ván thứ bao nhiêu mà T1 liên tục để mất mạng ở dạng đầu trận. Và những cái biến số đầu trận mà bên phía của Hanwha Esports kiểm soát ở trong cả hai ván đấu đều là cực kỳ tốt. Hai lần nằm xuống liên tục chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến một con Aatrox có xu hướng bọc sau. Và nếu như Aatrox của Zed không có đáp lực bọc sau thì những tình huống đứng trong giao tranh của Varus trong tay của Viper sẽ thoáng hơn rất nhiều. T1 thắp nhang cầu cho một con rồng ngon ở trong ván đấu này. Họ đang kiểm soát con rồng nguyên tố thứ hai, và đó sẽ là con rồng đất. Doran giải quyết nốt đợt lĩnh, còn đúng một con người ta vẫn lui về được. Honor tấn công vào Delight, nhưng hạt thông nổ sẽ giúp hỗ trợ của Hanwha Lai thoát về an toàn khi tỷ số đang là 2-0 dành cho họ. Lượng trang bị của Viper không, anh ta không xanh như ở ván đấu thứ nhất, nhưng bởi vì đội hình của T1 nhìn cũng khá mềm, cho nên nếu anh ta xử lý tốt những tình huống kỹ năng định hướng của mình thì vẫn có thể làm mềm được. Còn T1 thì sẽ phải cần những pha thi đấu tốt đến từ, tôi nghĩ rằng Faker sẽ là người có thể giúp cho họ mở những cái nút thắt với những tình huống ví dụ như quăng địa chấn chẳng hạn, làm choáng được Binet.
và dứt điểm nhanh được rừng của đối phương. Phong gió cũng được tung ra, Doran có mặt ở đây. Gumayusi còn một chấm máu, Delay nhìn về phía của anh ta nhưng chưa lao vào tìm kiếm. Delay tìm một người khác và người bị bắt lại là Honor. Bản quyết thương được kích hoạt. Delay vẫn tìm được Gumayusi nhưng Kerea nổ hoa khá đẹp, tạo khoảng trống cho xạ thủ của mình. Doran chuyển dạng tấn công vào Kerea, đem về một điểm hạ gục cho bên phía Hanwha Esports. Honor quyết định lao vào. Quan địa chấn lần này của Faker vẫn trúng và nó khiến cho Doran phải gục ngã. T1 giao tranh thành công. Họ giao tranh thành công và tiền đề để giao tranh thắng đó chính là một pha mà Phoenix chết chạy. Hay nói chính xác hơn là T1 cũng muốn tổ chức giao tranh. Họ cũng không thể đợi cái tốc biến của Guma được. Họ cũng phải đánh để giữ nhịp rồng của mình. Delay dùng mắt, chính xác là pha máy quét để phá mắt của đối phương. Faker sẽ đứng từ phía sau, anh ta đang canh góc để chia cắt đội hình của Hanwha Esports. Hanwha Esports sẽ phải giữ vị trí và nhớ điều này ở trong đầu. Sứ giả được kích hoạt, Faker đã tung chiêu cuối và cắt được Doran ra khỏi đội hình của Hanwha Esports. Doran đang chạy về phía đồng đội của mình để có thể có được sự hỗ trợ. Anh ta chỉ còn 50% máu. Sợi xích tung ra giữ Honor lại. Phoenix cố gắng tiếp cận vào, đá được Honor vào, rao vào rồng. Nhưng Honor vẫn giữ được rồng cho T1 và Phoenix là người phải nằm xuống. Lợi thế đã có cho T1 nhưng họ cũng không vội để tràn lên. Họ nhìn thấy con sứ giả đường giữa sẽ dắt nó vào trụ một đối phương. Và lúc này thì họ cũng đang có một cái dịch chuyển của Zerg sẵn sàng để anh ta có thể chuyển đổi góc nếu như họ có định lấy đi trụ một đường trên của Hanwha Esports. Nhưng mà Doran thì vẫn đang là người còn dịch chuyển và họ có thể phòng ngự được. Trụ đứng giữa của Hanwha Esports cũng còn rất là nhiều máu nên một cú húc đến từ sứ giả cũng chưa thể nào mang lại trụ dành cho bên phía của T1. Một ván đấu diễn ra với một thế trận rất căng và 19 phút trôi qua chưa bên nào có được chiến công đầu về trụ cả. Một lời khen dành cho Nơ trong pha vừa rồi. Thực ra anh ta cũng không chịu nổi đó Tùng à. Hồi nãy tôi thấy một pha mà thấy cơ cấu máu Doran, tại Doran cũng không có kháng phép nhiều. Anh ta lên giáp rất là nhiều cho nên bản thân Doran mà gặp con Talia này anh ta cũng gặp nguy hiểm. Faker lại chặn đường thành công và tình huống này thì Doran đã thoát khỏi quan địch chiến. Anh ta giữ hai người lại, anh ta dùng luôn khô máu. Có Delay xuất hiện, Faker vẫn đang thoát đường nhưng đã bị mê hoặc, đang bị đánh đập liên tục. Zed đứng kế bên để có thể hỗ trợ nhưng Faker đã gục ngã. Doran còn khoảng chừng 300 máu. Kerea đang tới phía bên trên thì Gumayusi làm tốt nhiệm vụ của mình khi dứt điểm được Phoenix và Honor cũng đang có bán nguyệt thương. Anh ta tiếp tục tiến lên nhưng Viper đã lui về được thì anh cũng quyết định rút lui. Tiếp tục là một pha giao tranh không có mục tiêu diễn ra đến từ cả hai bên. Trước đó thì mục tiêu là trụ thì bên phía của T1 đã ăn được rồi. Và pha di chuyển bất ngờ tới từ Delay để hỗ trợ cho đường cánh. Tuy nhiên đó là một pha trao đổi mà bên phía Hanwha Esports không phải là những người có lời về mạng. Ở cánh của Faker cùng với Zerg thì mặc dù họ mất đi Faker nhưng họ lại có mạng dành cho con Aatrox sát lực của Zerg. Và sau đó thì ở cánh còn lại, phần còn lại của T1 đang khỏe hơn với Xin Zhao, với Kalista cùng với Nico. Họ có sức giao tranh khỏe hơn so với Varus, với Ahri và Lee Sin, và Phoenix tiếp tục lên bản điểm số thêm một lần nữa. Hanwha Esports đã di chuyển ra khu vực hang rộng rất sớm. Kerea đã đổi chiêu cuối của mình lấy phi hồ. Một tình huống trao đổi tôi nghĩ rằng cũng chưa biết rõ là nó sẽ có lời hay không, bởi vì một chiêu cuối của Kerea nếu như sử dụng đông người thì nó vẫn có khá nhiều giá trị. Nhưng đây là thời điểm mà rồng chưa ra, ZK cũng mất tài nguyên, Kerea mất tài nguyên, còn khoảng trống vẫn có để cho Zed tổ chức pha ăn trụ. Và khi không còn nổ hoa nữa, Honor là người bị dính xích, chưa tiến vào được khu vực hang rồng. Nhịp di chuyển của ta hơi chậm, Binet quyết định lao lên tìm kiếm Kerea, người đã tốc biến rất nhanh. Phía bên này thì Honor cũng đang bị giữ chân. Delay làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng Gumayusi cực kỳ tự tin, anh ta đang tràn tới tìm ZK và đó là Faker với mạng hạ gục. Đội hình của Hanwha Esports đang bảo kê cho Viper lùi phía sau. Faker đã nằm xuống. Phía bên này Doran đang cân 3 cân 4, anh ta chuyển dạng nhưng Sante lúc này liệu có thực sự khỏe không. Anh ta có sự hỗ trợ từ đồng đội, sóng âm đã trúng và con Sante này của Doran quẩy tốt. Binet tới để có thể hỗ trợ sóng âm nhưng đã hụt, thì anh vẫn có thể lùi về được. Một pha giao tranh cực kỳ dài hơi diễn ra đến từ cả hai bên và Kerea thì có thể vẫn sống với một chấm máu, ZK thì có thể phải lên bảng điểm số, nhưng phần còn lại của Hanwha Esports vẫn đủ sức để có thể gỡ tới hai mạng và họ sẽ có được thế tốt hơn để kiểm soát con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu này. Chưa có linh hồn rồng cho bên phía của T1. Đó đã là một tình huống mà rất quyết định không ăn trụ hai đường trên để dịch chuyển giao tranh với bên phía của T1. Việc mất đi chiêu cuối của Delay cùng với chiêu cuối của Viper lúc này khiến cho công cụ mở giao tranh của Hanwha Esports nó bị hạn chế đi rất nhiều và họ chỉ còn công cụ mở tới từ pha phi hồ hôn gió của ZK mà thôi. Nhưng họ vẫn đang muốn thử. Tốc độ ăn của họ sẽ không phải là quá nhanh với một con Varus sát lực. ZK đứng đợi, anh ta đã hôn gió nhưng mà Honor vẫn không mất quá nhiều máu. Faker chặn tường trước mặt Hang Baron. Đội hình của Hanwha Esports đang lui về chung với nhau. Honor cực kỳ thấp máu rồi nha. Sóng âm nó không trúng vào ai cả. Faker quăng gạch liên tục. Viper tiến lên, Kerea nổ hoa dính ba người nhưng Viper đứng ở tuyến sau. Một thành viên của bên phía Hanwha Esports đã thấp máu, đó là ZK, nhưng Zed cũng bị cô lập tuyến sau. Có chắc là cô lập hay không? Không chắc lắm, bởi vì T1 đã có mặt để hỗ trợ cho đường trên. Honor bản nguyệt thương cực đẹp trúng ba người, phá tan vỡ đội hình của Hanwha Esports và Viper chắc chắn sẽ nằm xuống bởi vì một chấm máu này không cho phép anh ta tấn công vào Honor. Baron sẽ có sau pha giao tranh này cho bên phía của T1. Nếu như họ dứt điểm được Binet thì nó lại càng chắc chắn, nhưng Binet cũng không làm được gì pha này cả. Kể cả là con Binet, tôi nghĩ bên phía Hanwha Esports vẫn sẽ mất đi con Baron này mà thôi. Một quyết định ép Baron nó tương đối liều lĩnh của Hanwha Esports.
Tất nhiên là tiền đề là việc họ đã cấu rỉa thành công được Umayoshi, nhưng nó chưa phải là một tiền đề đủ tốt để họ có thể tiến vào qua Baron vừa rồi. Viper đang cố gắng cấu máu, anh ta vẫn giữ được cái tốc biến, nhưng với bù lại Baron, Faker đang đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Lính vẫn đang đẩy ở khu vực đường dưới. Hanwha Esports không có nhiều thời gian, họ phải ép đánh để kéo Faker về phía khu vực hang rồng. Zed đi một mình, Zed phải lướt đi. Hung gió lần này thì trúng, xích cũng trúng, tất cả mọi thứ dồn vào Faker dựng tường nhưng không cứu được Zed. Nó chỉ tạo một chút xíu thời gian để họ tổ chức pha ăn rồng, nhưng Binet đã có mặt ở khu vực hang rồng này. Siwan đang thua người, liệu họ có dám tiến vào hay không? Viper đang đứng rất cao để có thể đảm bảo sát thương. Sóng âm đẩy vào người của Faker. Doran lướt về phía đồng đội của mình, né khỏi quăng địa chấn. Doran anh ta thấp máu, Honor là người lao vào. Doran chuyển dạng nhưng đã quá trễ. Nổ lông cướp được kích hoạt nhưng Honor vẫn sống, còn Binet thì không. Bùa lợi linh hồn rồng đất gõ cho T1 để đảm bảo một cách chắc chắn hơn chiến thắng của họ. Và họ vẫn còn cú dịch chuyển của Zed sau khi anh ta hồi sinh để tiếp tục đợt đẩy đến từ bộ đội Baron ở cả hai khu vực đường ở khu canh dưới bản đồ đang có những đợt đẩy thuận lợi để họ có thể có trụ. Hoặc thậm chí Zed có thể suy nghĩ đến câu chuyện là dịch chuyển lên khu đường trên chăng? Carrier đang có thể bị bắt lại. Anh ta dùng nổ hoa để câu thời gian cho chính bản thân mình, ngăn chặn Delay và Viper. Cú sáng đó chỉ giữ chân được Delay mà thôi. Viper vẫn đang dí tới. Phần còn lại của T1 cũng đang tiến tới để có thể hỗ trợ đồng đội của mình. Kera bấm đồng hồ, anh ta không có tốc biến. Anh ta dùng pha hóa hình của mình để có thể làm đối phương bị lạc mất. Và đó là Kera vẫn sống. Còn Viper và Delay thì tôi không chắc lắm. Có một hạt thông nổ ở đây. Ai đi ai ở, hai người vẫn đi chung. ZK lao tới, nhưng Kera vẫn đứng chung với đồng đội của mình. Phía bên này mũi tên đã hụt và Viper nằm xuống. ZK cũng không còn bao nhiêu năng lượng cả, và người đang bị kẹt lại đó chính là Delay. Liên tục là những tình huống giao tranh thua của Hanwha Esports. Họ đang bị dẫn vào những pha giao tranh thua liên tục, mặc dù trước đó họ bắt lẻ thành công được rớt những cái lượng tài nguyên họ đầu tư là quá nhiều để có thể xài tiền và dứt điểm ván đấu ở một vài giây phút nữa. Còn Binet đang lạc phía sau lưng của T1. Gumayushi không hề sợ con Lee Sin này, anh ta hoàn toàn có thể cân nó. Binet chỉ có thể chạy, nhưng chạy đâu bây giờ khi mà Zed đã cầm một cây kiếm to tổ bố đứng sau lưng. Binet vẫn đang cố gắng chạy bằng khu nổ lồng cướp, nhưng Kera đổi người vào và Binet nằm xuống. Cú dịch chuyển này là của Faker, nhưng Doran đã bật tốc hành để có thể bỏ chạy. Nhưng ván đấu này thì đã tới hồi kết thúc rồi. Đây sẽ là đường lý siêu cấp thứ 3 dành cho T1 sau khi họ bắt được một Phoenix đang đi vòng sau với một con Lee Sin không quá áp lực của anh ta. Anh ta không thể nào bỏ chạy nổi với góc di chuyển kẹp vào ở nhiều hướng khác nhau. Rớt đang tạt cánh, Honor lao lên. Rất khó giao tranh trong thế thua nhiều tiền đến như thế này. Doran vẫn đang cố gắng chạy, Delay cũng chỉ có thể chạy mà thôi. Lượng sát thương gây ra từ một con Virus sát lực là cực kỳ hạn chế, quăng địa chấn lại trúng. Và đó là cú mở đường máu của Doran nhưng vẫn không thành công. Anh ta gục ngã một lần nữa. Đội hình của T1 chỉ còn khoảng chừng 30 giây đến 1 phút nữa là họ sẽ dứt điểm ván đấu. Xoắn trói vẫn trúng. Và Viper God me. Anh ta bị không thể kiểm soát được hành vi và bắn quy ra phía sau lưng của mình. Thất bại đã đến với Hanwha Esports. Chúng ta sẽ có ván đấu quyết định. Đây thực sự là một ván đấu mà Hanwha Esports đã hơi tự làm khó mình với khâu chọn cái tôi hơi cao. Đúng. Họ đã tự làm khó mình với những chất tướng Lee Sin mà Phoenix đã rất lâu rồi không thể hiện rồi. Thì Ahri đường giữa của ZK ván này cũng có những pha xử lý. Anh thấy nó hơi thẳng quá. Đứng trong bụi mà hôn gió con xin giao đi bộ vào hụt thì tôi nói vậy là hơi nhẹ. Thôi thì hai đội sẽ bước vào ván đấu quyết định để chúng ta cùng xem là ngày hôm nay ai sẽ có được thắng lợi cuối cùng. Nói dở thì là hai đội cũng mỗi người dở một game rồi. Chúng ta cùng đến với ván đấu thứ ba khi mà chúng tôi quay trở lại với các bạn.